Con này slap tốt hơn 73 mà. Con 73 nó có tháp tháo thôi. Con này có thời gian ngắm nhanh hơn. Thời gian ngắm nhanh và cái thời gian gồng của nó cũng ok nữa. Quỷ đất. Anh em nào vừa nói con này đúng quỷ. Ngắm cái bắn luôn. Trúng kìa. Ok, TV mình đi rồi. Đứng ở cái bụi này cơ, không muốn nhường trong can gì đâu, cái bụi này ngon hơn. Bụi này như quá cái. Trúng cái sao ấy. Trúng, không thấy đạn bay về bức tường, không thay bay về cái núi than. Khả năng cao trúng. Nhưng mà không biết là có xuyên hay là xuyên hết không. Thế phát nữa đi, nhiều đạn mà. Thoải mái. Trượt rồi, quả này mới là trượt này. Chắc là đổi chỗ rồi. Dính phát đấy chắc đổi chỗ rồi. Kiếp mình bắn nó còn cái khói nó vẫn còn đang tỏa ra ở cái đoạn mình bắn này. Công nhận là con này tà đạo thật. Đây tiếp tục này, mình cho thêm quả nữa đây. Sáu bảy tám. Ê, HT hơi nát nha, con nên về không? Mình đang bắn chỗ này hay quá, không muốn về. Mà không về thì TD không sống được, có mỗi con Nomad trên kia thôi. Về phát nhở? Về cho an toàn. Ma nó nhanh như sấm chớp vậy. Này, con Nomad còn nhiều máu này, khả năng cao phải về thật. Ủa, chống được. Ôi, mình bắn vào vật cản mình không ngắm kỹ, mình tưởng là nó đang ở dưới thấp. Hóa ra là vật cản chỗ đấy nó hơi khó ngắm. Xong rồi, Nomad còn chạy vào chỗ đấy thì bảo sao chẳng lộ. Bừa đấy. Thải cờ màu đến rồi, té. Bọn mình dồn hết sang cánh kia, bảo sao bên này nó yếu. Bên này nó yếu quá. Bắn đơn, vì có đấy có 100 máu. Đặt một cây nào. Đặt thêm camo nào, ăn được, anh em yên tâm, trận này vẫn có thể ăn được. Thoải mái. Ôi tà đạo thật. Chưa lộ này. Viên này ăn Renegade. Chưa lộ. Soi. Bà. Cái này mình đi rồi. Đi rồi em. Chắc là ăn thêm một chip tần quả đốc bổ này, nếu mà nảy trở lại tốt thì nó đi. Nó không ra, nó bắn mù mình luôn. Bắn mù mình anh em ạ. Thế mình đi rồi. À. Ổn thế. Chắc là đi rồi, nó dùng cái khe này nó bắn mình. Chưa đi, tốt. Vẫn sống, vẫn là.
nói nhiều. TD của năm. TD của năm 2024 nhá. TD của năm 2024. Một máu cháy cuối cùng kìa. Quên quên, mình đang sử dụng đạn AP. Chưa thấy con chip từng đâu nhỉ. Xong mình rồi. Giờ mình phải ăn con 703. Ui 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 ui. Ê. Ê ê ê ê ê ê ê. Ui 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 ui. 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 Sao thế hả? Nếu con chip tuần này thế này không ra đâu, hơi khó. Mình đang muốn mở góc để bắn con gì thôi, nhưng mà với cái tình thế này hơi khó. Mình muốn ăn con chip tuần nhưng mà mình có công việc chợ thì không ăn được. Xui ra. Hợp lực ăn với nhau đi, cố lên. Tốt. Chip tuần áp ca. Không thể đánh đâu. Đây rồi, nói rồi. Cảm ơn anh em nhé, cảm ơn anh em đã donate với lại phản ứng sau trận đấu vừa rồi. Wow, cảm ơn Thành, cảm ơn Thành. Mắc quả đam đúng quả đấy nhá, tôi nói thật là nếu mà không đẩy thiệt hại ngon quả đấy, có khả năng là con Chipton sẽ tiêu diệt mình. Một phát đạn của nó hình như là 410 à, hay là 400 đúng không? Thì nó đẩy thiệt hại tốt là mình đi hoặc nó đâm mình. Chứ ta là mình không để nó đâm đâu. Thời gian nạp đạn của mình nhanh hơn, nhưng mà cái quả đốc bồn đấy chính là cái pha mà gọi là độ nhất còn gì nữa. Thường là toàn bắn dưới 800 thôi, bởi vì 390 nhân đôi lên là 780 mà. Thì đa phần nó sẽ xuống dưới 700 nhiều hơn, chứ không ít quả lên 800. Nhưng mà phải nói rằng là cái trận này bắn rất nhiều pha đốc bồn từ xa. Mấy ông Skoda này, hai ông Skoda đều bị mình đốc bồn ở xa luôn. Hẹo này, này. Ông này chắc chắn bị hai quả đốc bồn. Ông này cũng vậy. 789 các thứ này. 789 này, ôi. Có hai quả 789 này. Wow. Trong đấy có pha cháy là ông nào một máu ấy nhở, đúng không? Mình bắn cháy ông nào một máu ấy. À đây, đúng rồi, cái ông đi qua bị mình bắn cháy một máu. 1743 kinh nghiệm gốc ở phòng cấp 9, không một viên đạn vàng nào. Tối đa của mình luôn, hơn cả hôm qua. Hôm qua có trận đấu 1700, nhưng mà trận này cũng không một viên đạn vàng nào. Ôi sướng tay thật, ôi trận này sướng tay thật. Trận này mà tôi ăn được thằng nào nữa thì 8 mạng nhở, ngon. Từ từ đã. Anh em tua lại cho mình cái trận đấu trước khi kết thúc. Mình bắn được bao nhiêu sát thương? Tổng bao nhiêu sát thương? 5508 đúng không? Ok, thế anh em hiểu vừa rồi là có cái gì rồi đấy. Cái pha mà đốc bồn chúng ai đó mà không đạn băng không bay về sau không? Anh em hiểu là ai rồi đấy. Ê, 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 ê. 789 luôn đấy. Ui, con này sướng tay thật. Cố chấp à. Ô,
stop 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 lại ra ngoài đứng đây. Ui gặp ông stop lại còn đi giữa đồng nữa thì không còn gì tuyệt vời hơn là xin nhẹ một phát đốc một này. Mình có lên kịp không ta? Nếu mình có lên kịp không? Bởi vì dừng lại bắn mà mình kịp bắn mới là HT đâu. Này nghe như lên đốc bồn mấy đứa đi qua. Tiger vãi cả Tiger. Có Skoda. Ê, Skoda giờ đi đến kia vào muộn à? Đúng đạn. Ui chúng trúng đạn luôn kìa. Ui trời ơi chúng trúng đạn luôn rồi kìa. Quái xong đồ. Tiếp tiếp tiếp. Có đào đi qua nữa đấy. Tiếp này. Làm tí làm tí. Hôm qua rồi. Con test 54 này nó hôm qua rồi. Vào đi anh em. Vào đấm con T34D. Tôi bắn đúc bồn như thế rồi. Đẹp như thế rồi. Anh em còn chờ trời nữa. Thu phí nhẹ nhàng 3 quả đúc bồn. Tuyệt vời. Đấy. Chỉ cần như thế thôi là lãi bạc rồi. Đấy. 3 quả đúc bồn đạn thường lãi bạc luôn. Lại bảo không lãi đi. Con TS 54 chắc đi qua rồi. Mình nghĩ là nó đi qua rồi. Ok 2 LT bên mình đi rồi kìa. Soi kiểu gì ấy. Các bạn đánh làm sao đây. Người ta gọi là cố chấp. Trời ơi quả thu phí 4 đồng HT. Bốn ông chứ nhầm, bốn ông MT, ba ông HT. Quả thu phí chất quá, 3.000 đam luôn rồi. Thế là lãi bạc rồi. Đấy tôi chơi chỉ cần như thế thôi. Chơi cái con này chỉ cần như thế thôi. Quả đấy là hơi vỡ tầm ấy, mình quên chưa nút X. Quả đấy quên không ấn nút X ấy. Anh em lên nhớ ấn nút X cho mình. À bên địch có E25. Ok ok. Bảo sao bên mình hơi nát ở đoạn LT. Chúng luôn. Quả đấy không bắn được. Quả đấy nó đi thấp rồi. Mình phải gì ngay. Đấy E5 này. Anh em thấy không? Con E5 nó đi nó soi hết cả đám LT. Ôi có cả đủ cây ở đây nữa này. Được đấy, được đấy. Từ từ nha. Căng đấy. Không được đâu. Đấy, về lộ rồi. À, xu làm gì ấy? Để nó vẫn còn xu 152, sợ quá. Nomad thì ở trên đồi. Hai con Nomad chứ. Hay quá. VKD về dần cho AMX đi rồi. Muốn về đây à? Ok. Lộ rồi. Lập cái đã. Đầu bát đang bắn đấy. Bắt ở trên đồi anh em ơi. Bỏ rồi. Giờ mình phải té ra khỏi vị trí này ngay khẩn trương. Còn 500 máu ở mồm bên này. Con này 5 nó vừa đạp đổ cây đây. Căng quá. Không có tầm nhìn mà ăn nó. Thôi à. Đấy đổ cây kìa, đổ cây này. Đấy con E25 vừa ra đây à. Mà con E25 nó thấp chứ. Khổ thế. Nó mà áp sát mình có khi mình không bắn được cái này. Tốt.
Chỉ tôi đi rồi. PZ còn nhìn hai mà. Đó. Xin chào. Xong luôn thằng tầm nhìn. Thế là bọn mày bị bù rồi. Bọn mày mùi đấy. Bây giờ PZ hoạt động đi PZ thôi. Đúng rồi, PZ hoạt động đi PZ. Ôi trượt cả. Trượt vậy. Ôi lộ á. Mình vừa bị lộ à. Ôi lộ á, ngoài này soi à. Con ông bắt xuống rồi à. Anh em ơi cẩn thận. Phát bắn này có thể lật kèo. Đây chính là phát loạt đạn lật kèo. Di chuyển đi Challenger. Challenger ơi. Ở mid rồi. Nomad hoặc là Isu ở mid rồi. Bởi vì mình đi qua cái lộ ấy nè. Bắn đơn thôi, bắn đơn thôi. Bắn đơn không là nó chạy. Đốc bôn. Ôi. Mày nói vẫn còn Isu, à vẫn còn Isu 152 mà thằng ấy hoạt động đấy. Hay. Top gun. Cáp 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 cáp. Đây rồi. Không không cần cắp, no cắp, no cắp, no cắp. Cắp. Nó mạn trái này. Nếu mình nhìn không nhầm nó mạn trái. Mạn trái và nó sẽ đứng ở tảng đá này. À đây rồi, nó chạy. Chạy bằng mắt, lợn. Tao đố mày chạy vậy. Đấy, dừng ngay, chạy bằng mắt, tao còn nhiều máu lắm. Từ khi mày bắn trái hoặc nổ đúng đạn tao thôi. Wow, không một viên đạn vàng nào. Không cần một viên đạn vàng nào, 7000 sát thương. Wow, 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 wow. Wow. Độ chính xác con này được đây anh em ạ. Chỉ là khi mà chúng ta không ngắm kỹ hoặc là phân tán nó vẫn lớn thì cái đấy là điều hiển nhiên rồi. Nhưng mà anh em có thấy khi mà thu tâm hết nó sẽ như thế nào không? Những quả đúc bồn ấy, nó sẽ là những cái lật kèo anh em ạ. Nó sẽ là lật kèo ấy. Quay bật trợ cấp là được cộng một nửa số này. 80.000. 80.000 nữa là tổng cộng là 250.000. Kiếm về 250.000 bạc. Và chỗ 80.000 đấy cộng với chỗ này là gần 200.000 bạc lãi. Đây còn không có trợ cấp cá nhân của bạc của clan nữa. Ui cái tâm ngắm này. Anh em nhìn quả tâm ngắm này. Ôm trọn kẻ địch luôn. Mình vẫn chưa làm quả đúc bồn đạn nổ nào nhờ. Xem ông nào yếu yếu như Su làm quả đúc bồn đạn nổ mà lấy thì lại tốt nhá. Là về gara luôn. 500 phát mà. 500 một phát. Nhiều anh em bị delay khi mà sử dụng cái chế độ ngắm bắn ấy là do anh em để trùng với cái nút chuột phải. Có đủ cây. Cái nút chuột phải ấy thì nó phải nhận diện xem là anh em có đang bắn đơn hay là bắn loạt đạn không. Nên phải lưu ý cho mình là đổi đi. Phải đổi sang cái nút khác đi, nút chuột phụ đi. Không lộ, con LC không phải dùng tâm. Nhẹ nhàng,
đốc bồn. Đấy anh em thấy quả 2 giây đốc bồn nhanh không? Sướng chứ. Thề 2 giây đốc bồn nhanh thật. Gần như là không bỏ lỡ nhiều cơ hội ấy. Trúng luôn nhưng mà không gây sát thương. Leo kìa. Chỗ rồi. Ngay rồi. Nếu mà anh em chơi khóa mục tiêu thì nên như thế nhá. À chơi, nếu mà chơi đốc bồn thì anh em nên bắn như vậy nhá. Anh em cứ bắn vậy cho mình. King of đốc bồn. King of đốc bồn. Leo đã về kiểu á. Quá. Ui con pháo đang ngắm mình à? Nó đang lộ à? Thế này thì quá. Quá bằng Isu đồ gì. Hy vọng là con NRC không soi mình. Ok, không soi đấy. Anh em ơi, nãy giờ mình bắt con LC hơi nhiều rồi đấy. Ui, có đạn nổ. Xuống luôn, xuống. Đấy, low mat này. Mình hơi bực cái con bọn pháo rồi ấy nha. Nãy giờ nó dí mình hơi nhiều rồi đấy. Anh em ơi, từ nãy giờ mình đốc bồn được bao nhiêu phát rồi anh em? Cho mình hỏi cái, nãy giờ mình đốc bồn được bao nhiêu phát rồi? Bắn đơ thôi, pha này phải bắn đơ thôi. Nãy giờ mình đốc bồn được bao nhiêu phát rồi? Vương đất rồi. Từ từ nha, trận này chưa thắng được đâu. Vẫn đang căng phết đấy. Chưa rồi. Ui, bài cao quá. Tự dưng thấy bắn bắn đơn lại không thấy. Anh em có cảm thấy tự dưng bắn đơn nó lại không ổn không? Nãy giờ đốc bồn là hơi bị sướng luôn. Mà bắn đơn cứ tào lao bí đao gì. Té nhanh.
Ô con leo nó đi bóc pháo rồi. Mình còn tí máu. Rồi con pháo ném mình cái này. Mình phải nấp thôi. Tìm chỗ nấp bắn con neo cả. À pháo kia rồi. Ôi dồi ôi. Ôi mình lộ rồi. Ôi ôi ông trai 61 này bắn kiểu gì đấy. Thề con leo nó chạy qua mặt không bắn được phát nào. What? Thật đấy hả? Thôi bạn cho mình luôn đi bạn ơi. Thôi cho mình đi, cho đi. Cho mình đi. Mình làm hết rồi. Mình làm hết rồi, mình xứng đáng được ăn pháo bạn ơi. Ô nó cho mình thật. Nó cho mình thật anh em ạ. Quả đấy mình không đốc bồn, con leo nó chạy nhanh quá. Đốc bồn quả đấy là có tạch, tạch đấy. Đốc bồn quả đấy là có khả năng cao tạch. Và lựa chọn bắn đơn là chính xác. Lựa chọn bắn đơn là chính xác. Mình có dùng một viên đạn vàng đâu. Mình bắn xong mình còn không nhớ nữa. Wow, cảm ơn bác test lên rất là nhiều. Cảm ơn bác đã donate 100.000 qua super chat. 27, trúng 22 xuyên 20. Đây là mình bắn xa. Đây là mình bắn xa mà cái tỷ lệ trúng nó như thế này. Wow. Wow 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 wow. Mà đốc bồn bao nhiêu phát anh em? Bao nhiêu nạn nhân là bị mình đốc bồn nào? LC một đốc bồn, Su một đốc bồn, Lanson một đốc bồn, đúng không? Lanson một đốc bồn đúng không? Pháo một đốc bồn, CC một phát, Leo một đốc bồn, Cha một đốc bồn, E75 một đốc bồn.